Đấy, cứ ngồi thế thì cái gì đang mất luôn cái bẫy là cho con đi rồi chúng ta đó bây giờ đang có đang muốn làm cái gì
Hier ist das Logo. Hier. Ha? Nó không phải lông này này. Nó gì đâu? Anh bảo gì em trả nghe chứ. Cái gì cho đây chứ anh nói thì em không nghe chứ. Thank you.
gạch cái ấy tối qua rồi hả? Gạch tối qua rồi hả? Gạch tối qua rồi hả? Cái đó gọi là như người phương thấp. Thank you.
chưa hả ông Nguyên? À mình là nó cứ giữ cho thằng quản thôi. Mấy cái thằng nhỏ đội này. Ừ, hôm qua đấy ông Việt là tôi với ngồi ở dưới nhà chú Trượng đấy, thì là anh định ngồi đấy xong mới kể chuyện về máy móc ấy. Thế xong là anh ấy bảo là tôi bảo là cái nàng mình là phải lên một cái máy nữa. Thì chứ không có thì quay nên một cái máy nữa thì nói chung là tôi vừa chứ không ấy. Là bảo nhưng mà giờ 700 triệu thì ai có tiền mà mua anh em. Không có ai có tiền. Này, cái máy của nó 520 triệu. Ăn dây thì nếu trong làm không mua thì ngoài này. Ăn dây tôi nói không phải ông Nguyên nhá. Ở đại nó có còn cái này thì nó ăn tất cả thuốc tật tuột không biết hồi đó là cái này. 130 người ông đến nguyên nó lại buồn nó to cho nên không nông nó chở luôn, nó ăn cả cái tiền không nông luôn. À tiền chở nhá. Này tiền chó có đứa này nó làm 1 triệu đấy, không phải ít đâu. À, bà thì nó lại ra nó đéo phải mất tiền đóng luôn, đổ luôn rồi không có bài đấy. Như của mấy mình ăn chứ mà nếu mà mình giường mà ngon nhá, dạ ông mà nếu mà ông mua ông làm tốt kín đi mà giữ 100 triệu chứ mà sao một chiếc cũng đầy không giáo hàng chiếc nữa các lưu những suốt thoải mái cảnh thì đâu cũng vậy mỗi thì đâu có làm được mua đâu này cứ bảo vất vả vất vả nhưng mà có mấy cái này mà bây giờ ví dụ như là cái đội mình là còn có máy là không thể lấy nào vào được, mấy thằng bạn cũng không thể ra được. Vì đấy, tại sao năm nay nó gặp tình trước để họ chừng đấy là cái chọn là không ai là gặp trước đấy không ai biết gặp trước luôn hay chẳng biết hết ra cái này mình không gặp trước mình sợ mình kêu mấy khác cho nên bắt buộc nó phải đi trong làng nó còn thấy mình đi trước trước nó không dùng nữa trong làng nó không lấy nó kêu nữa. Đúng rồi, nếu vào đây không mua thì trong mình có nhà chuyện như thế nào. Tôi nói cho anh nghe, cũng như 70-80 triệu nó còn có nãy. Chứ không 130 được gần gấp đôi rồi. Bây giờ, nó đi vô, 24 là... Giờ gì thì cho thiên hạ hôm qua, công chú cũng cầu một chuyện đấy. Chúng tôi được thế ra cái thôn mình, có cái máy nữa thì cái này nhờ khi nước chín rồi mà vẫn để mà cái chung dân nó cũng kêu nhiều. Mình cũng bảo là cái xóm này thì lại dùng còn ai mà mua chứ được mà không có tiền hay không có nhân lực đi hết rồi. Chứ không phải mình ví dụ ông mấy ông lái ông thuê cần ông thuê ông cần nhá chứ xong là tôi nói đầy những tấm hồn nó báu đầy nó chết nó dọa không cứ mà nó buồn thì mình mới dọa nó không dọa mà nó muốn mà không có ai về thì cứ đứng đó bao ví dụ nước thì 130 thì mấy 120 xong rồi gặp được ví dụ gặp mà không nói được. Tại vì nó mới nhìn ngoài như thế. Không bỏ có cái gì. Thấp nhất là mình có thằng 1 triệu. Mới lại mới thằng 1 triệu người đó. Nó lỡ lên là nó kết nhận. Nó cứ cười. Tôi chưa bảo là nhầm tôi đến mắt. Gần thì có mất. Nói chung là thấy là nhìn cái này cũng như tôi thấy là người tính hết không. Không nhanh. Nhà đồng cảm là
chết rồi chết rồi, vui lên nước đánh cũng không có đâu phải rồi, và khi đến một mấy vụ vẫn chưa thanh toán được, không thanh toán được, đó là chuyện gì đâu chưa, chết rồi. Đấy, mãi chứ nhá nhá chứ tham đồ thì bao nhiêu đâu có mãi mãi nhá cậu cứ ứ nó chưa chưa giống giống như cái ếch giống người ta là cái mẹ rồi có ai chờ tham mình thì được không có tay không tay muốn rồi cái tay muốn giờ thì cái hồi rồi kia bạn về thì muốn chơi chưa. Cái hồi hôm xưa cũng là ông anh Hoàng về tối hôm qua đây chứ em thấy lại là người thấy nó ăn nhà ăn nhưng mà ngồi cũng nhất em cầm người Nguyên có biết gì gặp chưa thằng Tư có đi gió đâu đâu mới về chứ mà ngồi lại là chín ông Chiến đang ở đấy ông Chiến ta chỉ đứng nữa ông Chiến ông gặp tối qua rồi ông cứ chính là tái khoe gặp tối qua rồi tối qua tôi cũng mới được tối qua tôi ở chuẩn tôi về là gặp cái đối thế là khoe mất chín mươi nghìn nó trời cho ba chuyến chín mươi nghìn cũng chưa khoe thế đã tối qua rồi chín mươi nghìn tôi có đi chịu hóc lắm chín mươi nghìn ba chuyến gió đâu dội về chắc đi ăn sáng tối qua tôi ôm cùng mấy bây giờ mà nước mà cứ gần thì mình nó ngon ông mua đi mà tôi mới gặp công nhân tôi mới có rồi ông cứ sợ khi như ở đài thì tận nhà mà tôi nói đông khách mà ở tại ví dụ ông ra cái cánh nhà ông dượng mà tôi ra tôi gặp tôi không có gì sầu chục không bắt đầu khóc ông đấu ông sợ thì tận nhà ông ăn không ấy ông ăn tết từ đầu như nhưng mà khổ là cái đường mà mình nó khúc nạn đường mình khúc nạn mà cái đấy đấy thì có mới về thì bốn thì bao lâu là làm mấy người mình phải chạy đi gần cho nó chứ mà để bắt thì dưới đây cũng đó trời ơi áo mẹ nó như cái cua mấy cửa thì bây giờ bố muốn giờ chạy thì mấy bên trên nó thêm tiền rồi bố chạy cảm thấy vấn đề người ta cũng đồng ý ngay bây giờ nhưng mà anh thuê cho tôi cần 3 triệu ông chỉ lấy 2 triệu đầy người ta đấy ông cứ làm cẩn thận cho người ta ông Nguyên ạ kể cả thêm tiền tí người ta không ngăn cản rồi dân cứ cướp rồi ăn tân gì đâu đồng tiền đâu rồi 200 mà một vụ mà anh cần cũng là đồng tốn tiền đấy anh đi theo không anh đi theo 300 một vụ là một vụ ra là 3 vụ đủ không anh đến đọc có nặng mình thứ 2 vụ đủ tôi còn tính toán mùa giảm nữa là còn khá là kia xong rồi là mình lấy ra nếu cứ gọi cho 3 vụ thì còn mình lấy ra nó nãy là mình nặng rồi mà mình không đến đó thì mình chính chắc chắc thì mình vẫn lấy ra được chứ không đấy không không như mình ngoài này nó dễ chết sao anh nhiều rồi cái người đó đường khá xe máy thì con tay người ta kiếp đó là do mỗi người chạy bây giờ hôm xưa mình nói chuyện mình ngồi với cái sáu mình nhận được cái tiền đời bảy trăm triệu bỏ mấy trăm triệu thì nói được 520 triệu thế em bỏ cái mấy đứa 700 triệu bỏ đâu mà để đứa nước mà nó còn chết một con nướng dưới thì khoảng là bao nhiêu là 320 không phải có đứa đấy là mình phải có đứa đốt rồi có đứa đốt nó gọi để cho mình không đi thì cái áo ấy đặt thì trước kia mấy thuốc thì mình cũng nhiều làm mà biết làm mấy ngót cũng thẳng làm thì mấy nó được đề hai là ông nhờ khi mà mấy nọ đúng cái chuyện muốn hết rõ rồi đấy thì người nhà cũng trẻ cũng lớn chứ như vậy nào vừa ra phố thì đứt xích nào là bình thường nên cái đấy nhiều khi là phải con họ cháu chạy đi cho ba hai chứ thôi rồi mình là bây giờ mình nhà mình cứ làm ngon mình ta thì đã có hơn một tí không được nàng người ta thích
không phải lại nữa dân mình ở chỉ cả trung nguyên nổi ra những cháu nổi cả được thiết ra những trung nguyên rồi. Nó cũng hốn từ mình nhổn ra. Nhưng mà ông Nguyên đã đi vào mình có cái... Tôi nói ông Nguyên dân nó... Từng tế nó cá của tôi kia là tôi nhất học lộ. Ông Chích ngày xưa đấy đâu. Thế mà đưa ông làm tốt của người ta đi ở nhà đã không có ngoài. Ông Chích đi ngoài nhìn rằng nữa. Ông Nguyên đi vào người ta đi vào người ta thích ngay. Không có năng tăng cái gì đâu. Thế nói như... như nó nói ra ngoài tôi thu tiền khóc với tôi nó mới cười bận cái nhà cái bà tận nhà lấy bao nhiêu tôi cũng bình cũng ảnh người khác cũng phải đến cái lâm đời mới làm một trăm nhà chỉ có một hai nhà mà nó người mới nhà ừ bên đấy còn ông xã đấy nói chung là 98 người ta thế thì tôi nghĩ là đấy tôi nói cho ông nha chính như thế thì có bây giờ này thì có tiền ngay đó cái cho này thì nó lại khác bữa không thậm chí nó mua về nó gặp theo tôi bất kỳ mấy ông lần sau ông không gặp nó nữa đấy không ai gặp nữa thế chứ nó không như anh chở cát anh chở xong rồi như tôi nó mua bia là mấy đợt đây là nó cứ gặp xong mày này cái là tôi có tiền thì rút thì trả luôn này nó rồi rút lại chứ đưa rồi tôi trả chứ mày tiền đồng đó mày nào là hay là mua nước mày uống thôi trả không có gì bỏ mấy cái béo cháu đi ông ơi cho cháu 100.000 tiền luôn cầm ra ông cứ đứng thằng ngồi đó tôi đấy mày tôi chụp mày ông ơi đây là chụp chăm mai cho bạn cho nó nghe đưa cái gì cháu không nhìn mà tôi con béo quần đấy này à cái đâu đã con ấy sản phẩm rõ những cái loại mà có anh hạ ông hủ đám anh gì khám rồi béo chụp có một tạ xí anh muốn cái đó đó cho mình những cái dạng không cần vậy anh cần đúng lắm mà sao không ăn không người ta không tốt đâu rồi nó có rồi rồi nó rõ rồi giờ con mười sáu cái đạo đức thật thà con cái nó hấp dẫn đấy không có làm được xong là bây giờ ruộng nhưng mà ông nắm chắc hết rồi không có lo gì không cãi về đâu được còn đông thừa năm ba thước thì cho ông ấy là vô tư dịch theo đầu khẩu không cứ dịch theo đầu khẩu bây giờ này nó khẩu nó bằng nhau ấy. Ngày xưa chứ giờ là bằng khẩu bằng nhau hết cái người của mình giỏi cái dạy ý mấy người đang làm đối cũng phục khó vẫn một vẫn một số thành phần vẫn được được cái sao đây nó cưới của người ta nó cạn vì phải hết cái người của mình giỏi rất là nhiều vì mình phải biết nó lấy đâu cái thành luận là nó cạn đi không ở hộ để chỉ có người không tính là cái nơi tại nơi không là thấy mình thấy lắm cái này ngày như thế thì trước cái nơi tại thì nó cũng có những cái thời điểm mà nhớ mà những cái đồ lọc cũng không phổ thông nữa thì sẽ ăn rồi 3-4 ngày thì mất 4 cuộc khổ nó gặp những cái đó thôi như là cái con nô mãi cái gì trong ngày tôi nghe cái gặp mà chờ cái đồ gửi ở mãi miền Nam nó về cái cục xích cái cục sang ngoài Hà Nam gì là lâu cái làm nó phức tạp chứ trước khi thì mình kiểm tra trước đi không biết được riêng cái đấy thì không thể nào biết hoặc là mình mua dự phòng nó đẹp đẹp tính cái đấy là nó còn an toàn hơn ô tô thì được ô tô nó đó mà cũng nguy hiểm thôi không cũng nguy hiểm nhưng mà nguy hiểm biết cách thì nó an toàn nguy hiểm từ ngày xưa đã khai ra là mình nói chung như vậy cái ngày mà khi mà có khác hôm nay gần như 80.000 người ta còn làm được 130 lại không làm được thì vô lý là con nó nghĩ nó vẫn giữ mấy năm nay nó là con này cam một mặt con này thì cam thành một bố với cái năm ngoái kia con này chính vẫn. Con này chính đấy bạn thằng ấy hai chiếc chính đi xây này thằng ấy hai chiếc chung cho thằng hai chiếc chính đi xây với lại thằng con trưởng thằng trưởng chiếc
thế thì rót bốn cái nhỉ, rót cái đường cũng nhỉ, ba chiếc trong đấy thì chính chín là chung nhau đấy, anh chính thì xây đấy, chính xây có, chính chung nhau đấy, đấy chính chính xây có, cụ nào cũng đi xây cũng phải nghỉ để đi mấy máy mấy con đấy, mà nó bảo cứ bảo tại máy Hà Tĩnh, một đôi nam bệ thằng nào, đấy, con cháu con thì nhà Khánh là đi nghệ tính hàng không được như vậy, trong cái thả vung thằng nào làm thằng nào, cứ chăm chăm, đi vừa về hai máy là có 15 triệu, 15 triệu đúng rồi, đấy tôi rất người. Nếu không lấy đâu mà mình nên là nếu mình nhảm nhảm không có tiền nó còn ngon bao nhiêu. Em có mình thằng mình trước cái máy ra máy bảo thoải mái. Anh trước đấy thì nó ngồi ở căn ở. Đấy trước thì con thanh vừa rồi bộ máy Hà Tĩnh. Về xã là thôn nó giải quyết bây giờ anh không thể gặp cho người ta được cái đôi máy. Chứ mình có bên đâu. Mà có bên chứ. Cả xã cũng được. Ở đây xã cũng được. Có can thiệp vào đâu? Gần nói giờ anh cần cái gì vụ cái cá nữa mà gần chi hoạt nữa thằng này thầy gì cái bể non tay có cái gì sao cái gì tương đối giờ nó chiếm hết cái ngõ ở xóm mình cũng có định gì. Cô có nói nó cái xã mình được thời gian như các xã đầu cũng không già nào cũng nào đâu đấy đó. Đấy, không phải anh cũng vậy. Đây nọ đây kia thì cư dân nó mua 60 triệu cái chỗ đâu nặng nhé. Đất là vừa rồi nó ghét mồ thì cô cứ đất sờ sờ đấy đầu nặng nhé. Của bà Thanh Bình. Của bà Thanh Bình. Nó nhằm gầm lắm. Chờ đổ đầu, đầu phải gói cái này, đẩy này. Đấy, chỗ 24 nặng gì ra đây. Đấy. Đấy, cái chỗ này nó như vậy. Nhưng mà như như năm xưa mà giữ mà giữ cho nó cái gì cả không thấy. Cái này được rồi, cái này được rồi, cái khi nó phất nạ. Còn cái chỗ kia cái gì cái gốc được khỏi mà đấy quá cái đổ đất từ lòng cái đổ đất từ lòng thôi có con cái thì cái quả này đường đi mình mới đi xe này tôi đầy được cái chỗ đấy thì mình cũng một là con mình cũng chưa ra chưa vào mình có cái mấy trên kia còn mình cái đất đặt lòng thôi chứ còn rồi đéo tôi cũng đứng đường kéo chạy ngoại không về từ đường quốc gia không sợ cái đó còn thằng ngoại nó có về chưa đi gì vẫn còn chạy đi đi nói gì nào bọn nó mà nó ba nó bán thì không bán đâu công ty nó lấy thì này cái đất này nó bán sau này bán đất này nói đất công ty mua tới 80 triệu nhé 80 triệu một xào 80 triệu một xào vẫn để vì lý do nó được 5 triệu đất cứ còn quẩy ở trên là đất cao hơn kia 1 tỷ một xào đúng không tí một xào của nó được 4 phút mà nó cắt ra phải 5 phút trên đất sang con linh đấy mình nó thấy là đất của mình nó sẽ ép nó mình quá rồi nó về công ty đấy thì chiều hôm qua tôi về tôi bảo ông Nhật tôi bảo là cái công ty nó về tôi nó rất là kiếm với ông Nhật nó bảo ta thì chỉ tham tiền lại 1 triệu cái đất thì mình có thì mỗi ngày nó đất lên con có chú sốt ruột anh cần ngồi đấy thì chú sốt ruột chú sốt ruột thì ta ăn được chú sốt nhỏ cháu thì cháu thì cháu nhiều thì chú rất nhiều nói đến chính phủ là thôi thôi 30 năm sau thì nhà của đó đúng không đất là đất của dân nhưng lại còn đó nó làm gì có tiền nó làm gì có tiền tháng 15 triệu cả tôi cứ gọi tháng 12 triệu đi năm mà còn ăn làm gì còn nguồn thu thì ở đâu ra nữa còn là anh nằm ở công ty riêng thì còn có nguồn thu có khẩu phần đấy em đoán là công ty thằng nào đấy thằng đấy chưa có kêu công ty Hồng ở Trung Quốc nhưng mà ở đấy nó Trung Quốc nhiều lắm đấy như mua thằng có đây hàng chứ này đấy mua mấy gì trợ thảo đấy giờ là đất của nó mà lại thế nên cái chỗ mà mấy cái người này cái này nó chạy khắp nơi thì nó rửa tiền nên nó cứ cái công người đấy nó cứ cùng người này nó đánh mình làm gì công Trung Quốc làm gì đó này cái gì cháu ổ rồi cái mẹ cái dân Việt Nam mình cũng chả chăm giáo chỗ nào mà quản Quảng Ninh nữa ở đầu cầu Cà Long cái thằng nó đẻo nó rác ở cái tòa cao này cái con này xôi thì bán xôi chứ cái thằng kia rồi cái mẹ bán cho nó xôi thế thì cái con này xôi cũng lại đẻo bây giờ nó buộc cái dây nó đéo xuống rồi nó buộc cái dây nó thả xuống cái con này nó buộc
Thế giờ mày thả tiền đứng trước tao đấy là được tao tao một xu cho mày kéo trên như vậy đúng thật một xu kéo trên như vậy đi nó cũng mấy nào rồi thế này mình không vào được của tay Trung Quốc mà đấy vì đất của nó mua mẹ được nó không cho ai vào không cho ai vào nó làm cái gì thì đi đâu mà phải bảo vệ mày mày nhá được mà đây chúng cháu bảo vệ đâu bảo nó không biết đâu biết rồi cấm không cho vào dây thấp gai góc chiều tròi một thằng góc này tròi một thằng góc này bốn góc bốn hả đấy vừa vừa là đắng đi máy làm sao mình phát hiện là con xây một cái khu phố nào đó nó làm cái gì còn từ nhà nước không biết nhưng mà mình không biết nó làm cái gì nhà nước không có biết phố ừ cái nào đấy ngày xưa rồi đâu không cái nó vô tình là cái công ty nó nói đúng là mấy người trả thằng công viên nó quay lại nhất thế mà này công Việt Nam mình ấy bờ biên đây cũng ở dân nó cứ được xa quán này biên phòng ngồi rác đây ngồi rác cái cháu sao bị Trung Quốc cái trò của Trung Quốc này nó vẫn cơ bản không có dâu buôn không cái chẳng giáo cái dân nó thì ráp bờ sông để buôn bán ca cứu đồ đi lại ở những cái này ơi, nó có số của người trẻ ôm nó có số mà nó không bảo đấy bánh nhá có số hết ông số lấy số lấy hết không số thì không có tại thế này đi mấy ấy này ấy có được khỏe này cái thằng cái Vinh này là nó có cái đò mình gọi là cái thuyền ấy chạy cái thằng chồng nó cứ ông lạch phương hay cuốc rồi sướng thì ai chồng đi thế mình ra trên nó quen trên phòng nè tao cáo à tao nghĩ sang cái ờ chứ cháu về đấy mày đi tao mày biết mẹ tao quen hết trên phòng hết luôn đi này đó mình gọi mẹ quen với thằng này bố nó về cháu quen chúng nó rồi bởi vì mới thằng về hết bây giờ cái tí gậy không nghĩ rồi này coi đây lấy tiền có bó đấy mẹ sợ vợ cái bốn cái 500 bạc bỏ túi tiền chẵn lúc nào cũng khoe có tiếng nào này thế là tối mừng cái gì vâng tôi ông già nhà bây giờ đi cho hai thằng tôi cưới hà về về mặc rồi cho anh vợ cái đó rồi thì nói có khi nó thì mấy cách dân của dân nó đỡ nhỉ mình xã Trung Quốc thì dân nó đông à đi ông tư sơi mẹ tôi qua rồi đang sức khỏe thanh niên nữa là gọi một ông ra xăm máy là ông tiến về kìa ông từ hôm qua khoe ông cái gặp rồi tối qua ông tiến khoe bộ từ cũng khoe ông cái gặp tối qua rồi kêu ba chuyến đi kiếm người gì là kéo mày ra rồi hôm xưa đi chơi đi không còn em nào cũng nóng thật chắc không em xây có bốn thì em mang đồ đấy em rõ rồi nhưng mà đây là chắc thế nào ngay khi đổ bộ mình rõ thôi còn ở trong rồi quen ngó rồi mình cũng bệnh anh này trai trẻ hơi dễ ăn anh dân thì biết biết thì ngày xưa kế toán phải làm và rất thực hành như vậy đấy sau này một thời đã ăn đúng bắn bắn hết rồi là anh diễn thì thành sầu diễn như mậu
cũng bà ăn thôi. Không đi đâu. Ra. Ra thì giờ cũng biết được chứ được. Cái gì có trước đây sẽ bắn góc hành diễn đi. Anh thì tiền lậu được cái chuyện của hắn mà bắn hành diễn là lậu hơn đạn góc thì. Nhất thoáng này đi. Cái thời còn là bắn điểm đấy chứ. Bắn góc hành diễn này đi. Kéo thì họp trước cái
đưa vào bí thư, ông hiểu ông thầy có bằng cấp, ông Hải đi họp ở nhà mẫu giáo rồi gì là ông Hải, chúng tôi chẳng bằng cấp, trừ gia sinh về đẻ rồi tôi cấy vẫn mua tốt đây, đúng. Hải bây giờ đi công bố thứ hai buổi ngày, bây giờ mục đích về cho thôn cho xóm hay cho gia đình là anh được hưởng mỗi ngày 200 tiền tiền công. Đi xe ra là có 450.000 tiền hồ sơ đóng ra. Chẳng còn cháy chữa cháy đó thì mẹ là ông cứ coi cái này là cát, nước là ông té, coi đéo. Thế như cái hồi xưa mà cái dầu với cái nước là nó không tốt, nước cả nước còn cháy gì. Đúng rồi, nó đường, nó tan điện ở đó rồi, đúng không? Còn cát thì nước thì nó có bắt đầu đập thì sao ông? Đúng rồi, thì cứ cút rồi. Cái đường này vì sao mà có một cái đống cát chỗ nhìn hết đấy mà nó đang to rồi chứ này không có tắt đâu, thì càng nước càng bị mang xô thì tôi còn sợ bàn áo nhường rồi, còn xe máy á tôi còn mấy cục phi đầu nó bay hết vào đấy rồi mà. Đúng, đưa mua cái máy thì tôi thử đi, mà tôi không thử lỗi, cái máy nào tôi biết, tôi không thử lỗi, máy tôi biết, nhưng sao nó biết được, kể cả cái ô tô nạ, ông chưa thể lấy, quê mẹ, cái gì cũng biết. Thì khi tai nạn hay là cái xe máy nạn? Đây, ông tôi thử, ông không thử rồi, máy này nó khác với quay cái thằng bé mà ông chưa ông mang khác với mình. Cái con bé nó chết thì cháu còn không nữa. Cái thằng con mình tôn và thằng tôn điện thằng con về là con mới bị tai nạn, tai nạn lắm. Tài cũng có tài cũng không được thử ra xe mới, để mua xe máy mới rồi. Không đấy, đi đi, vào đâu đâu phải luôn đấy nhá. Xe mới có mua làm một triệu gì đây? Mua luôn, thì xe máy mới xe xe lại. Có lưu ngại ở đây thật từ từ. Thời gian thôi, cái làm thì không được, nhưng mà
hôm mới cũng như là mình không đến đâu cũng tạo lên tôi thì là ngồi ở đây chị rất là viên chúng tôi thương có như ông này ông luôn không ngồi là tí này phải bảo đi cái bà này bạn được chứ nếu như là dân cư này chúng tôi cũng thế đấy tôi có cái chuyện bao nhiêu tháng 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 bao nhiêu tôi chủ nữa tôi chỉ là ngủ nghe ca nhạc tôi chút cái chủ thì chỉ gọi không bình luận mình giả đâu tôi xong qua sao để bà đem nữa đồ tí cái nhà nó quá trong nhà cái đồ mà những cái đồ tôi để ngay vào đấy thế là lại cho một bà kéo là những điện thoại anh hưởng cái hết đó còn đang mấy cô cũng mới đầu thì chưa quen nhau nhưng mà cảm thấy mình mệt lắm tôi với nó và người kinh doanh và nó phải tính toán ngày mai ngày kia học cái thăm cái gốc là cái gì cái đầu cái mỏ này khác hết và tính toán các cái trước ngoài chơi không đầu phải nói ông nguyên đang nghe cái đầu óc đấy thật tình ta cứ hỏi đâu đâu là tôi gọi điện về đó thì chỉ ra đấy đúng ra luôn nói công nhận là ông tinh ơi 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 cái mà không nhớ được chết cái gì nó hỏi cái gì nó học không có thiếu thì được trong vòng nửa tiếng là hết rồi cắn tôi cái dây ra thế này tôi thật thì sẽ mỗi thằng một chân thằng hai tay thằng hai chân
cứ đi đi. Thì sau rồi đi cống nhà và Đức nhặt qua mất bố đấy, cứ đi chạy thử mình như thật mẹ cố lặng. Sau cái trận lên trên cầu được 1-2 giờ thì cứ giờ nằm một cái phim bỏ ở đường không nói đang nói trong nhà nhé, thế từ đây vào cái nhà và bố nối như thế này thôi, đằng sau là đầy, còn cái nhà thật đang ở thì cứ bố nối như này, cứ giời ơi. Nhưng mà giờ tuyết sắp xuống rồi, cái trời nó không nên khóc. Mưa này nó lắm bỗi ra. Thì cháu bộ sát là không 4.000 cân, không 6.000 cân. Ừ, 5.000, trước 7.000, giờ xuống 5.000, thì giờ lỗ một gỗ mà tất cả kéo là gì? Đằng sau á đầy xe đạp, đằng trước xe đưa đến 10 giờ, đến 10 giờ. Thế còn thời gian cậu mà kéo nó không kéo. Cái chầu nó có một mình, cái bây giờ nó có âm luôn. Giờ cũng mua cái máy ấy rồi, cái máy để đầu hè giờ cũng nổi như nhà bỏ vào kẹp 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 kẹp, vứt non hia cho nó kẹp. Đập đập. Ừ, giờ cũng mua rồi. Mà ham như thế thì nhà hai người mà cái chầu nó có một mình nó đóng gọn. Nhưng mà nó lại là khổ cái gì, cái gì đó, cái cầu nó thích được. Cái ông cô các bạn đến đây đâu rồi? Đây là nói cái bừa này mà sao nó không xuất như vậy, cái gì đằng sau đầy sắt, đằng trước chân đầy sắt để được khi nào lộ nhiều khổ lộ gì còn nếu được đến đâu nó cũng bừa xe mà nó khổ nhất làng đó không biết đến đâu ý là nó bừa xe nó xuất thì ngon nhà bỏ nhà cái chỗ đi cháu nó tích chứ mới có tiền mua cái gì thế mà bây giờ là xe ô tô không cứu được, nếu mà bỏ xe nuôi kéo đầu cầu thì mới loạn thôi. Mấy người cũng bốc xe nên kéo đầu cầu, cứ không giờ thì bốc hay thôi. Mà lãi được bao nhiêu đâu, mà không thành được bốc như thế. Cái như hôm xưa ấy, là sợ đến mưa, thì kéo giờ xếp ngờ quá thân phận, hỏi đi đâu rồi xếp đến vẫn mưa. Đấy, cái gì lại ngắt ngờ thế này, có thế nào nói thế. Kéo đầu cầu, quả thạo đấy. Cái ông thật thì kéo lên, tôi bảo khổ. Con người đang làm gì phải có cái ý bao cái gì hai cái bánh sô-cô-la và tháo ăn ra không thật ăn một chiếc không cần cái cát cần giáo viên đâu không cần mắt gì đó nhá thế xong rồi đỡ chú ra móc đưa được vào làm 100 không thật này đi cái bà thảo gần ơi còn cái ngân nó không cần gì nó đi ra đây cái dọn hộ anh thật một và ngân bà cái nào phước cháu xúc cát đấy cái thế cô bật là 100 nhưng cô xúc cô cảm thấy không chịu rồi cô làm nhà này cô tháng thì mình thôi thì nó tháng nó nhẹ nhàng nó đơn gọn đấy thì chính là thật cái kia mình biết là tháng gọi xong cô hố quá đơn đồ lỡ hơi là khổ bé lắm nhưng mà bị chọn tôi ra thì cái mùa đấy thì xếp vào đấy không được vận chuyển ra là bốc kỳ thì cháu thêm được cầu thôi thì cứ cháu nhưng mà chuyện cái khổ nhất là cháu thì ra khổ đâu khổ hơn nhiều mà cái đồ kia nó không đại được khổ nhưng mà ông cậu làm phước hạnh giấu chuyện cháu đấy là đâu đây 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 đó các bè 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 cứ thế thôi cháu cài xe đấy đâu rồi thế thì quay nó cắn bẹ nó nguyên đi bẹ nó cũng đậu cái tay thứ tao đi bẹ là thật bẹ nó còn quay nó quặn cắn thật thật đi bẹ là cắn tao thật cũng bực thế là nói mình vợ thật thì ngồi cân ở cổng cứ hỏi vợ anh thật đi đâu bộ ông vẫn đi ăn cố về ông xây dựng hàng trong nhà kìa ông đậu làm nhà cũng chưa được lại càng chỉ thấy người đó dụng cũng cứ lại thật cứ làm cánh là thật tôi không hiểu được tôi không hiểu được nhưng mà ông thật thì có tội là con đâu thì nó chưa đâu ở đâu chứ nhỉ tôi tính tôi đi nhẹ cái chợ Đồng Nát đi chợ Đồng Nát để đừng làm chín ngày đấy vất vả thật một lần đi chợ cứ nhẹ cái lời tâm bạc không mà do cứ vất tâm bạc đấy cứ vất tâm bạc rồi cứ nhắn này không tính toán không cần chậm nữa vì mẹ nói mãi là nó thật mãi là nó thật anh mở thành bỏ tôi ra lấy tháo xe làm lấy này tôi đã tin chưa ấy, tôi đi đó,
Anh Thanh. Cái kiểu nó cứ nhỏ nó bùng nó đâu nó vặn vặn như mấy. Này, thằng ấy nó nhớ ra thì không ngon sư luôn. Đó mẹ nó nóng giật, rồi ba cái kiểu kinh rồi đi xe ăn khối khấm khổ lắm rồi anh quấy. Đây nè. Rồi đến lúc nó sinh bệnh là không cứu được. Bằng tuổi thì cái não nghi suốt ngày đi chơi. Nó là thịt hồ. Thịt hồ cũng phải tuyến rồi. Hồi nay mẹ cái bằng thì Long Vinh không? Hồi cái nọ nó kìa nó ngang nó chạy. Con ấy hai đứa gái hai đứa trai nuôi xe máy đấy bác ơi công ty xe thanh long rồi đỡ này chết thì kéo mà chứ hẳn nó có hai cô thôi nhà chú nguyên không đến không lừa không bán rồi cái bộ mẹ ta chở công ty xe thanh long thì phải kiếm ăn cái đưa tiền trước ra nó béo rồi bây giờ thế thì sau cái là nó gọi bây giờ cái này nó giữ nặng rồi đấy chứ không đến có làm rồi bác trông này đấy cứ là công an. Ở thì ông cũng quen châu thiếu tá qua giao thông vô rồi trước không biết có gì cũng quen với bà ngõ của bà quân bà hoa này kia nó cùng chưa biết không biết bác ở đây cẩn thận nhé đi dòng này có cái gì bác dạy cho em nhé cho bác mang chứ là phía thằng ủ đu ra ôi cứ ngồi đây ta bắt nó lừa tôi luôn đấy bây giờ lừa thế là kia hỏi là thế tôi già già nó nhiều bác nhiều chút đấy mới dậy. Ơi, kia, ông mua tôi bán thì đọc, bỏ đi kia, bỏ ra thì mình để hết. Đúng như cái thằng đấy, kể. Ừ, đúng đấy. Ừ, nó cứ ra hồi sông. Ừ. Chúng ta đi học. Này. Tôi chưa hỏi là đi học về cho nhà cao, hay cho tập thể, hay cho xóm, hay cho đoàn thể nào. Mà lại đưa như tầm bất cứ tầm rưỡi, mà cứ ứng cứ ra một chương. Nói nhanh nóng cục. Này, cái này thì tầm bất là rất là lớn, là đã quy hoạch, cho nên nó cứ bán. Đất của con này nó mua nhưng không may giờ nó vào tư hạnh mà có bán thì anh nào hay là cũng lại như thế thế anh có bán nó thế nào cái thằng cổ mộ cũng có cái này nó ở như thế cái này nó đi rồi bây giờ bằng kiếm nhật ba là năm hết cà phê, 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 cà phê
ra chương trình rút dòng tài khoản ngón tay rồi u cũng vẫn nằm trong nhà đó thì cũng thế hàng toán cũng rồi nói cho con thời ghế đỡ với cháu nói cho người nhà bàn ghế gỗ rồi dậy như cùng hạt lắm để xuống đất chú với cháu mình đang đào cái túi nó ra nó chửi vậy chứ mấy cái nào đi tôi nhận tôi chủ tịch tỉnh à tỉnh à có số kìa điện thoại nhà nó làm chủ tịch cái gì rồi nhưng quen biết mấy thằng chơi rồi chứ mấy thằng cứ tóc đặt ra người biết biết cái đấy à chuyện đáng cái hôm nay này nam rồi cái quả đồi nữa thế thì cái thằng chủ tịch thị trấn đường hồ thì phan hồng ký cho nó bỏ thử nó đi hôm nay là xã mà tiền mặt lên nói rõ ra đây tôi không biết đấy của tôi cổ đỏ đây phan hồng chủ tịch ký chịu nói chú ạ đấy rồi giờ như những người đã cần hết là thành quả ký rồi giờ chứ mày nào cũng gì mày đòi bộ đất của nhà nước chứ làm gì không biết mấy năm trước cơ chứ mấy năm nay thì là không qua đấy năm trước còn mình đi cũng ăn cái chỗ còn cô hồng với cô gì hay là đất gì đấy cái như thế chịu khổ đến đồng cầu nhà nhiều lúc tuổi bị hồng đứng rồi đâu có đang làm được bây giờ nó có sổ rồi nước cây cầu nó bị sổ rồi là cứ rớt lên đây rồi đấy thì cái đấy là được đường người cao ừ đấy đất này sống trước đàn ông chạy nuôi do đưa ra nuôi như để nó lại cần thì con như để không được nó không có nuôi đó cái thứ đó nó vừa mới đào cái nuôi cái con còn là cái nó vừa mới đào con chưa nó cái thứ nó vừa mới đào rồi đó rồi đầu không có số nào nguyên nên nó kín đó mà ừ đấy một cô này khi cơ bản cắm cái tôi hôm xưa sát một bao khóc cho nhà trường biết hết ăn hết rồi hôm qua lại sát một bao thế lúc nãy được rồi thôi lúc nào tạnh ra lại bà nhà bạn sát thì tôi có gọi bộ đi sát hai ba kéo ăn chỉ có sửa cho chó sửa ra lại thế này hỏi cho chó thứ hai hai bát tập cũ bây giờ cho sát vào mới một ngày ba bát thì mỗi thằng muốn lót bát rửa thì chứ cũng có ngày bảy bát vừa người vừa như tôi đổi cho gà thịt cá thì sáng thì được cái nhà ông Thanh nhiều người ông chỉ như này thôi như này nhà em cứ hai vợ chồng ông bảy em bữa chỉ bát gạo bát cái bát bữa nặng nhưng mà tí là một giờ thì em cũng không mới như em cũng không được thì em thôi giờ phải đi gỗ rồi ở đâu bên bảy ngàn hôm nay gỗ bảy ngàn nhanh ừ sáng này cũng mua được một bánh ba ngàn thì bỏ vào trong mình trồng cũng tự làm đấy thì thôi thì to nữa thôi hay cái gì nữa canh hay không được cũng mở về rồi người ta cũng không được hả có mà cứ mua thì giá cũng không lấy mà cứ mua một bánh nhỏ nhỏ nữa thì cũng mà mất 3-4 rồi lương vàng lương và lớp 100 chính xác nhưng mà bây giờ là mãi anh là cứ ngại anh có mời đâu ngại cứ đuổi ông bà để anh cứ không mời đâu đấy như một bánh như thế này nó phải bật kiếm như bỏ đây sao cái nhà nó hết đấy nhưng mà có phải là một bánh xong lại còn vàng hương ở đấy nữa chứ còn thương mà thường cũng hết thế thì em hỏi anh là ông trước thì cứu rồi không nói gì cho chúng ta thì người ta có mời đâu trước cho bác canh cũng không sau thì ăn thì ăn
anh đi học. Ừ, đấy, đấy, đấy. Cái nhà nước không dùng thì tặng có các con gì? Nói cho mình chiếc cái món gì? Ui, nếu mà ăn nói thì đám của mình nếu mà không biết của mình thì... Cái thần chín nhà ông xã nó bổ như thế nào? Nó ngồi là nhà bổ như thế kể, nó bổ như thế nào? Thôi, cái này bổ mạnh thôi, có thể làm vui được. Nhưng mà cái này không ấy được. Không phải nó trốn TV rồi không được.
ra ngoài này không tính TV. Thank you.
ăn hài tốt. Hồ tính là sớt rồi có chú đi bắt. Hồ cá này thì không đúng nữa. Thank you.
Vô tư này các bạn nha.
vô tư nên cho nó yêu đời các bạn, sống làm sao cho nó thoải mái các bạn ạ. Đầu tư nên các bạn
xong đi hả? Chắc là con là hay là thầy cháu ở nhà nên bận. Cháu chắc là nhà là cần ở nhà thì cũng buồn nhé. Ở đấy thì cũng nhà anh Thanh anh cũng bận suốt ngày rồi là ông chú ông cũng bận không chơi với ai. Ừ thì có sai anh chịu hút thuốc lào đi. Có hay sang ông chú không? Thầy chị Sơn chị đi làm gì? À lại đi làm cái bà trên phố. Mình xin chào tạm biệt.